Tiếp theo chương trình sẽ là những thông tin mới nhất được chúng tôi cập nhật về tình hình diễn biến của dịch bệnh COVID-19 diễn ra trên khắp thế giới. Thưa quý vị, trong vòng 24 giờ qua, thế giới đã ghi nhận 1 triệu 182.000 ca mắc COVID-19 mới và trên 3.000 ca tử vong. Ca mắc mới tại Hàn Quốc đã tăng gấp đôi do biến thể phụ của Omicron và Mỹ hiện nay vẫn là quốc gia bị ảnh hưởng nghiêm trọng nhất trên thế giới bởi đại dịch COVID-19. Và tổng số ca nhiễm tại Mỹ đến nay cũng đã lên tới gần 82 triệu người, trong đó có hơn 1 triệu ca tử vong. Số ca mắc mới COVID-19 tại bang New York, Mỹ đã gia tăng trở lại do sự lây lan của biến thể BA.2 của biến thể Omicron. Ngày 4 tháng 4, nhà chức trách New York công bố số liệu cho thấy số ca mắc COVID-19 trung bình 7 ngày tại bang này lên mức 17,8 trên 100.000 người, cao hơn gấp đôi so với mức 8,2 của 3 tuần trước đó. Tỷ lệ người dân dương tình với virus SARS-CoV-2 trong cùng thời gian trên cũng tăng từ mức 1,4% trong ngày 13 tháng 3 lên 3% vào ngày 3 tháng 4. Bộ Y tế Công cộng Cuba thông báo nước này đã quyết định nới lỏng các biện pháp đối với du khách nhập cảnh từ ngày 4 tháng 4. Theo đó, du khách khi nhập cảnh vào đảo quốc Caribe này sẽ không phải xuất trình giấy chứng nhận tiêm vaccine ngừa COVID-19, cũng như xét nghiệm PCR âm tính với virus SARS-CoV-2. Từ ngày 1 tháng 5 tới, Đức sẽ dỡ bỏ quy định kiểm dịch bắt buộc đối với những người mắc COVID-19. Theo Bộ trưởng Y tế Đức, việc cách ly vẫn được khuyến khích nhưng sẽ được thực hiện trên cơ sở tự nguyện. Ông đồng thời nhấn mạnh những quy định hiện hành vẫn cho thấy hiệu quả nhưng lại không cần thiết về lâu dài. Tuy nhiên, nhân viên của các cơ sở y tế sẽ vẫn phải cách ly trong 5 ngày nếu nhiễm virus SARS-CoV-2. Sau 2 năm tạm dừng do đại dịch Covid-19, tất cả các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm tại Singapore sẽ được phép mở cửa trở lại hoàn toàn từ ngày 19 tháng 4 với các biện pháp an toàn phòng dịch được áp dụng. Việc mở lại các cơ sở kinh doanh dịch vụ giải trí về đêm có thể được coi là những bước cuối cùng đưa sinh hoạt thường nhật của người dân đảo quốc sư tử trở lại trạng thái bình thường mới.